21天, ngày thứ 21. Hay nghe Phá nhắc lại cách nói. Phải, nhà mình chính là gần đây. 是啊,我家就在附近. 是. 啊. 我. 家. 在. 附. 近. 是啊,我家就在附近. 是啊,我家就在附近. Bây giờ hãy nhắc lại các từ ngữ sau bằng tiếng Trung. Rất vui được quen biết bạn. 很高兴认识你. Còn phải nhờ bạn giúp đỡ nhiều. 还请你多多帮助. Mình thấy. 我看. Một hai câu thôi. 一两句而已. Học tập lẫn nhau. 互相学习. Ừ, ok, quyết định vậy nhé. 好, 一言为定. Người Hà Nội. 河内人.